là rond point Champs-Élysées đấy nhá. Xe của mình. Cả này là đại lộ Champs-Élysées cho đến tận cái cầu kia đấy nhá. Cái cầu kìa. Hôm trước cô liền đi vào đây thì cô rẽ sang đây. Lên tận trên thì là công cốc. À công cốc ngã này nhá. Chị Khoa, công cốc này. Hơi xa tí. Đấy nhá. Xe công cốc từ Park La. Ok. Đây là Champs-Élysées thì ở đằng này. Xa xe 73 đi Musée d'Orsay. Chỗ này là xe 73 21. Buổi tối đoạn này nó vàng đấy, đèn vàng đấy.